Đây các bạn, phía đằng sau tôi là đất liền. Thế hôm qua ăn ở nhà hàng Bali 2, Bali 2 ngay đó, Bali 2 đúng đó. Nhà hàng Indo rất là đẹp. Hồi hôm nãy mới check out ở Koh Lankai down nè. Nó ở cuối một cái ngón finger island này phải không? Ở đây. Ồ, nó xa quá, hàng đi đâu thấy được gì đâu. Navy ship coming in. Big Navy ship. Where did it go? Right there. Oh. Yeah. Navy ship. Gió mát quá ha, hàng này. Gió rất mát các bạn. Khi nào mình luôn qua đây ở được chăng? Thì kế hoạch 5 năm đi. Tôi cá là quên hôm mang mắt kiếm vô cái mắt thíp lại. Trời mắt lên nha.